con xin chào cô chú. Hôm nay con lên cho cô chú là hai con máy là Mitsubishi RM182. Đem lên cho cô chú con đầu tiên nè. Mấy máy này á, là từ trên phòng cách âm á, trên bãi gì à. Rồi nó không có bình xăng với bô. Rồi mấy anh thợ bên con á, ảnh mới chế bô nè, rộn chế bình xăng. Chế bình xăng bát luôn nè. Vậy gắn bô lại cho cô chú chế tàn gà. Tình trạng á, máy này thì nguyên zin, không đụng chạm chứ. Đây ngoại hình đó, cô chú xem và đánh giá tham khảo giúp con. Khóa xăng còn nè, công tắc thì mấy anh chế đây nè. Bình xăng này á, là bình xăng Honda. Cô chú đi vào tiệm bán phụ tùng mới xăng nào á là đều có bán cho, cực kỳ dễ kiếm. Trên lóc nó còn ghi RM182 nè. Số xe ghi nó là 07-22-488. Lóc thì còn khá là sáng. Máy này con cũng mới chỉ là rửa sơ qua cô chú. Cái ngoại hình còn hơi xấu, có gì thì cô chú thông cảm với con. Nó còn vàng nín nè. Cốt nè. Giờ đây con mở nắp nhớt ra, con nhớ trong. Nhớt mới không? Nó bị áp. Còn rất là sáng. Anh con chưa đụng chạm gì bên trong luôn nè. Này để con phát máy lên cho cô chú nghe đánh giá. Cái này á, là chụp dựng trợ lực kéo thẳng dây là chạy à. Vậy rồi, nghỉ đóng đi. Tiếp lại cho cô chú nghe. Không nghe cái này. Máy này thì bên con bán lẻ là 3,3 triệu bao ship. Rồi giờ dạ, con lên cho tiếp cho cô chú là con thứ hai nè. Con này thì cũng là Mitsubishi RM182. Tình trạng thì cũng như con bên kia là bên trong rồi bên con bao zin chưa đụng chạm, có chế lại bình xăng nè, tên ga nè, công tắc, gắn lại bồ, gắn bù nổ. Đây. Để con quay ngoại hình cho cô chú xem đánh giá. Góc nè.
Này con cũng chỉ mới xịt nước sơ qua, có gì dơ quá thì con thông cảm. Cái này là G1182, số seri của nó là 0721634. Ốc đồ thì còn nguyên zin luôn, vàng, còn màu vàng sơn nữa, không dấu chày xước chứ chứ. Bát này là mấy anh chế nè, ống này là ống lô, xăng lô, mà không, bình xăng là bình xăng zin nè, có dấu chấm từ trên hãng nè. Này để con phát máy lên cho cô chú nghe tham khảo. Này cũng là chụp giật trợ lực. Giống nghe không vậy đây? Máy này thì cũng không chút bình trang cho cô chú, cho anh giống nghe. Máy này thì bên con máy này á, thì bên con cũng bán với giá là 3.3 triệu, này bán lẻ cái nè. Còn nếu cô chú nào nhắm được mua hai cái luôn á thì bên con sẽ giảm giá xuống là bán cho bà con là 6 triệu bao ship, còn bán lẻ là 3.3 triệu. Cô chú nào á mà thấy tham khảo chốt được một trong hai máy này hay cả hai thì vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình, hoặc nếu mà thấy có gì sai sót á hoặc là muốn bổ sung thêm thì xin vui lòng để lại tin nhắn phần bình luận. Dạ, cảm ơn bà con. Clip của con tới đây kết thúc, con hẹn bà con clip tiếp theo. Bye bà con.